chiêu. Cho thấy các cụ không vỗ tay ạ? Có đó. Vâng. Các đơn vị hãy dành cháu một tràng tay cho Trường Phường Trung Thành với Nguyên ạ. Và cháu thấy hôm nay Phường Trung Thành rất là đỏ rực lửa đúng không? Thế nhưng mà cháu lại không thấy các cụ rực lửa, đúng không ạ? Các cụ cũng ngồi trầm ngâm quá. Hay là chương trình của chúng ta ngày hôm nay chưa làm các cụ Trung Thành vừa lòng đúng không? Rồi, cháu nghĩ là ngày hôm nay thì cụ đã đến đây rồi, chúng ta sẽ không phân biệt với cụ nhé. Tất cả các cụ ở đây đều là một ngôi nhà chung của Hội Nhiều Tuổi tỉnh Thái Nguyên, của Hội Nhiều Tuổi Việt Nam. Và các cụ đều là những người tuổi cao hương sáng, đều nhận là những cây cao bóng cả. Cho dù các cụ ở thành phố, hay ở miền núi, hay ở nông thôn, thì các cụ vẫn là những bậc đáng kính trong xã hội, đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay cho cháu một lần nữa xin được cảm ơn tất cả sự có mặt của các cụ tại đây. Và hy vọng là thông qua buổi giao lưu ngày hôm nay, các cụ sẽ cởi mở tấm lòng, đúng không? Các cụ sẽ chia sẻ để cùng nhau, đúng không? Yêu thương, cùng nhau xây dựng chương trình, cùng nhau xây dựng phong trào của Hội Nhiều Tuổi các cấp được thành công. Các cụ nhất trí không ạ? Có ạ. Vâng. Rồi. Đấy. Bây giờ Trung Thành vỗ tay rất là to, nhưng mà bên này là không vỗ tay này, đúng không? Cái chỗ này của đơn vị nào đây ạ? Bên này là Phú Đình ạ. Có phải Phú Đình hay là Điện Bàn, đúng không? Rồi. Cháu có một cái đề nghị nữa. Cái chỗ này mất trật tự quá. Vâng ạ. Thế cái chỗ này mất trật tự quá. Cái bàn nào đỏ kia. Các cụ ơi, cháu nghĩ là ngày hôm nay những cái việc này cháu không cần phải nói. Cháu thật sự với cụ là cháu lại phải xin lỗi ông Tranh. Bà ơi. Thế bây giờ không khớp nhạc nữa. Cháu phải xin lỗi ông Tranh. Bởi vì vừa rồi ông Tranh lên đây phát biểu mà cháu ngồi gần đây cháu còn không nghe rõ. Trong khi đó là loa rất là to. Không biết làm sao ạ. Các cụ nói chuyện rất nhiều. Tí nữa đến văn nghệ các cụ vui cười vỗ tay thoải mái. Hôm nay cháu phải nói là cháu không phải là phê bình, nhưng cháu rất buồn cho cái mấy cái bà mặc áo dài này. Áo dài mặc rất là đẹp, nhưng mà khi đại biểu của huyện lên phát biểu thì các bà nói chuyện to nhất. Cháu đã quay lại cháu nói là gì? Còn nói to hơn cả ở đại biểu ở trên sân khấu mà các bà vẫn cố tình nói chuyện rồi. Cháu không hiểu là cụ đến đây hôm nay để làm gì. Cháu nói thật sự cụ là cháu biết hôm nay có những đơn vị, ví dụ như là ở Đồng Liên, ví dụ như ở Trung Thành, ví dụ như Úc Kỳ, ví dụ thị trấn Tu, các cụ là những đơn vị không phải của huyện Định Hóa. Các cụ đã trân trọng chúng ta lên đến đây. Có những cụ dạy từ 3 giờ sáng, từ 4 giờ sáng để lên đến đây với chúng ta. Vậy mà ATK Định Hóa của chúng ta ngày hôm nay làm như thế này thì cháu thấy không vui. Các cụ mất trật tự quá. Trưởng ban đại diện của chúng ta lên đây hôm nay khai mạc chương trình, phát biểu với chương trình, nhưng cháu nói thật sự cụ cũng nói chuyện quá nhiều. Cho nên là cháu mong muốn các cụ sẽ không nói chuyện trong lúc chúng ta tổ chức chương trình nữa, được không ạ? Nhất trí. Nhất trí không ạ? Nhất trí. Các cụ có muốn chương trình thành công không ạ? Dạ vâng. Ai cũng muốn chương trình thành công, nhưng nếu chúng ta ngày hôm nay chúng ta không chia sẻ với nhau, chúng ta không dành cho nhau, đúng không, sự tôn trọng, thì cháu nghĩ là thật sự với các cụ cháu rất là buồn. Thế thì hôm nay cho cháu xin được thay mặt cho ban tổ chức xin được xin lỗi ông Mai Đình Tranh, trưởng ban đại diện người tuổi huyện Định Hóa. Và các cụ cho cháu một tràng vỗ tay dành cho ông Mai Đình Tranh được không ạ? Và thứ hai nữa cho cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi các ông các bà là chủ tịch, phó chủ tịch Hội Người Có Tuổi của các đơn vị ngày hôm nay đã về dự, đúng không ạ? Bởi vì các cụ hôm nay ngồi ở trên này ghế đại biểu vẫn chưa được một sự trân trọng lắm. Thế cho cháu xin lỗi được không ạ? Không, cho cháu một tràng tay xin lỗi các vị của mình. Và chương trình của chúng ta thì một lúc nữa chúng ta sẽ giao lưu văn nghệ rất là vui vẻ, rất là thoải mái. Lúc đó thì các cụ sẽ nhiệt tình nha, các cụ nha, cười thật tươi, vỗ tay thật to, đúng không ạ? Để nhiệt tình với chương trình. Và cháu cũng mong muốn là thưa cụ là trong cái khuôn khổ, cái điều kiện hôm nay giữa Hội Nhiều Tuổi của xã Phú Đình, các cụ có sự rất là cố gắng để mượn được cái địa điểm tổ chức như thế này. Chị báo cáo thật sự cụ là hội trường ủy ban của nhân dân xã Phú Đình ấy, hội trường nhỏ lắm, chỉ bằng một nửa cái hội trường này thôi, và không có đầy đủ âm thanh ánh sáng rồi là quạt như thế này, đúng không cụ ạ? Thế cho nên là chọn một cái cơ sở vật chất ở đây, ở chỗ nhà hàng đã giúp đỡ và tạo những cái điều kiện để chúng ta có cái hội trường như thế này, rồi là trong khuôn khổ sân khấu như thế này. Cháu nghĩ là trong một cái khuôn khổ có thể là sự cố gắng của địa phương, các cụ Hội Nhiều Tuổi của xã Phú Đình, các cụ đã làm như thế này cháu thấy rất là tốt rồi. Các cụ cho cháu một tràng tay dành cho đơn vị đăng cai ban tổ chức của chương trình, đúng không ạ? Và các cụ thông cảm, và đúng rồi. Và trung tâm chúng cháu thì trong những năm qua
luôn đồng hành cùng với hội người tuổi các cấp để tổ chức các cái chương trình hoạt động. Về thành tích cháu không nói nữa, đúng không? Nhưng mà cháu cũng chỉ mong muốn là những thời gian tiếp theo, trung tâm sẽ là một địa chỉ tin cậy và sẽ là một đơn vị có uy tín, đúng không ạ? Để đồng hành cùng với hội người tuổi các địa phương, trong đó có câu lạc bộ dưỡng sinh của các cụ hôm nay các cụ đang ngồi đây rồi để chúng ta cùng nhau giao lưu. Và chúng cháu thì không chẳng có một cái việc gì gọi là to lớn cả đâu ạ, chúng cháu chỉ làm mỗi một cái việc thôi, đó là kết nối, đúng không? Kết nối trái tim, kết nối bàn tay, kết nối tinh thần của người cao tuổi của huyện Phú Lương với thành phố Thái Nguyên, của huyện Định Hóa với huyện Phú Bình và với tất cả các cụ hội người cao tuổi của toàn tỉnh. Và cháu mong muốn là sẽ luôn được các cụ ủng hộ và đồng hành, yêu thương trung tâm, yêu thương chúng cháu để chúng cháu sẽ cố gắng tổ chức được nhiều chương trình vui và có ý nghĩa như chương trình ngày hôm nay. Các cụ có đồng ý không ạ? Dạ vâng, đồng ý cho cháu. Cảm ơn các cụ. Và trong chương trình ngày hôm nay thì cho cháu xin được cảm ơn, bởi vì vừa rồi thì chúng ta đã tổ chức trung tâm chăm sóc người cao tuổi cộng đồng tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với hội người cao tuổi của huyện Định Hóa đã tổ chức một cái chương trình từ thiện nối vòng tay lớn tới các hội viên của toàn tỉnh. Thì cũng báo cáo cùng là qua chương trình ngày 10 tháng 7 vừa qua thì phía hội người cao tuổi và đặc biệt là gia đình của cô hội viên bà Hoàng Thị Thanh ở xã Phương Tiến và bà Đỗ Thị Hà ở xã Bảo Cường là hai gia đình năm nay gặp những hoàn cảnh khó khăn. Vừa rồi thì các cụ đã được chung tay và được sự chia sẻ của các hội viên trong toàn tỉnh Thái Nguyên. Và cũng xin được thông báo với các cụ là gia đình vì cũng là điều kiện cho nên là không thể nào gặp mặt được tất cả các cụ hội viên của các đơn vị để xin lời cảm ơn. Cho nên là qua chương trình thì cũng có chuyển lời qua trung tâm và qua cháu Hoàng Minh Lý hôm nay có mặt ở đây. Cháu biết là vừa rồi cháu nghĩ là tất cả các cụ đang ngồi đây đã chung tay để giúp đỡ gia đình nhà bà Hoàng Thị Thanh bị cháy và bà Đỗ Thị Hà bị lâm bệnh, đúng không? Và gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, có sự yêu thương và chia sẻ. Vừa qua thì cũng báo cáo ông Mai Đình Tranh và các cụ là chương trình đã tập hợp được 59 đơn vị để về làm công tác từ thiện, trong đó có 5 doanh nghiệp và được sự yêu thương và chia sẻ của 54 câu lạc bộ. Và ngày hôm nay thì cháu cũng phải xin được cảm ơn đầu tiên các cụ cho cháu một tràng vỗ tay dành cho câu lạc bộ dân sinh của xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình ạ. Và cháu đầu tiên là câu lạc bộ dân sinh xã Úc Kỳ, vừa rồi các cụ đã đánh một chuyến xe hơn 60 hội viên lên tận xã Phượng Tiến để các cụ tặng quà, các cụ tặng tiền mặt, các cụ tặng chăn ấm, các cụ tặng gạo, đúng không, cho hai gia đình hội viên. Và vừa rồi thì cháu phải nói là trong 54 đoàn để về làm công tác từ thiện thì chúng cháu phải xin được cảm ơn, đầu tiên là cảm ơn xã Úc Kỳ, bởi vì từ chủ tịch hội người cao tuổi riêng ông Lạng chủ tịch yếu tuổi là phát tâm 500.000 để ông dành cho gia đình nhà bà Hoàng Thị Thanh, đấy là về cá nhân. Thế còn là từ ban thường vụ hội, ban chấp hành hội người cao tuổi của xã Úc Kỳ cùng với hội viên đã đồng lòng hơn 200 hội viên, đúng không, các cụ đã ủng hộ quỹ và giúp đỡ chương trình rất là thành công. Cho cháu một tràng tay nữa dành cho xã Úc Kỳ ạ. Và đơn vị thứ hai thì đó là xã Đồng Liên của thành phố Thái Nguyên, các cụ cũng đã cử đại biểu và cũng đã lên dinh dự với chương trình và cũng trao tặng suất tiền là 1 triệu đồng cho hai gia đình. Và các cụ hãy dành cho xã Đồng Liên một tràng vỗ tay được không ạ? Và đơn vị thứ ba là phường Trung Thành của thành phố Thái Nguyên thì có câu lạc bộ dưỡng sinh, các cụ cũng đã về dự. Hôm nay cháu biết là có hơn 30 cụ đã về dự và giao lưu dưỡng sinh, đồng thời các cụ đã làm các từ thiện rất là tốt, đúng không ạ? Và hôm nay có phường Trung Thành ở đây, có bà Độ này, chủ tịch hội người cao tuổi này, có các cụ ở đây rồi. Cho cháu xin được thay mặt đến chương trình xin được cảm ơn phường Trung Thành đã có cái tinh thần cũng như là có một cái nghĩa cử tấm lòng vàng dành cho chương trình và dành cho đồng bào Định Hóa. Cho cháu một tràng tay cho phường Trung Thành, đúng không ạ? Và cho cháu xin được cảm ơn thị trấn Du ạ. Thị trấn Du cũng là một đơn vị hiện nay đang hoạt động rất là tốt và các cụ đang có những cái tinh thần cũng như là các cụ đã góp công góp sức để xây dựng với chương trình của huyện Phú Lương cũng như là của tỉnh Thái Nguyên. Và đặc biệt vừa rồi thì thị trấn Du các cụ cũng đã tham gia chương trình từ thiện đạt những cái kết quả rất là tốt. Các cụ dành cho cháu một tràng tay dành cho thị trấn Du huyện Phú Lương, đúng không ạ? Một thị trấn nữa là thị trấn Chợ Chu của huyện Định Hóa, một trung tâm chính trị văn hóa chính trị, đúng không ạ, của ATK. Và hôm nay thì các cụ cho thấy là các cụ ở thị trấn Du các cụ là những người rất là nhiệt tình
người có rất có trách nhiệm với chương trình. Bất kể có một cái chương trình gì thì cháu thấy là từ ông Mẫn đến các hội viên của thị trấn Chợ Chu, các cụ đều liên hệ với trung tâm và xin được tham gia ủng hộ cho các chương trình rất là tuyệt vời. Các cụ dành cho cháu những tấm lòng vàng của thị trấn Chợ Chu của huyện Định Hóa và xã Tân Dương đâu ạ? Vâng, xã Tân Dương là một đơn vị hoạt động rất là tốt các cụ nhé. Hiện nay thì có 6 bài tập thì xã Tân Dương đã đi đến bài thứ 6 rồi. Và sáng nay thì các cụ đã được xem xã Tân Dương. Đấy, có rất là nhiều cụ ông đã tập hôm ba, đúng không? Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và Tân Dương tuy là các cụ là người đồng bào Sán Chí, đồng bào Tày, đồng bào Nùng, đúng không? Đồng bào Dao, đồng bào Trại, đúng không? Thế nhưng mà các cụ, cháu nghĩ là các cụ rất tuyệt vời, chẳng thua kém gì dưới xuôi đâu, rất là giỏi. Trong khi đó các cụ có điều kiện rất là khó, không được nhiều đâu, khó khăn lắm. Vẫn phải đi rừng lấy măng lấy củi ạ. Nhưng mà khi mà nói đến công tác từ thiện thì các cụ vẫn đóng góp 10.000 một người, 20.000 một người để đi làm từ thiện. Và thật sự là cháu cảm thấy là cháu rất là xúc động với xã Tân Dương, với tinh thần của các cụ đồng bào dân tộc, đúng không? Nhưng các cụ có tấm lòng thật sự là nghĩa cử. Và cháu xin được cảm ơn xã Tân Dương. Các cụ dành cho hội nhóm tuổi của cô xin xã Tân Dương chào khai ạ. Xã Điểm Mạc đâu ạ? Lúc nãy xã Điểm Mạc là bị cháu Lý mắng vì bất trật tự, bây giờ cười tươi đâu chưa? À rồi, cười tươi rồi thì xả nhá. Rồi, các cụ dành cho cháu xã Điểm Mạc một tràng tay ạ. Xã Điểm Mạc cũng có phong trào hoạt động rất là tốt và tham gia chương trình từ thiện. Và đơn vị chủ nhà ATK Phú Đình, đúng không ạ? Ngày hôm nay, các cụ ở đây đồng bào còn nghèo lắm. Cháu biết còn nhiều cụ là phải tranh thủ đi lấy măng đấy. Vâng, đi lấy măng, đi lấy củi rất là nhiều. Nhưng mà khi tham gia các chương trình cũng rất là nhiệt tình. Và hôm nay thì ATK Phú Đình là đơn vị mến khách nhất, đúng không ạ? Đúng không? Người về rừng núi nhớ ta, đúng không? Ta về ta nhớ cái gì ạ? Hàm răng mình cười, đúng không? Rồi, các cụ dành cho cháu một tràng tay cho ATK Phú Đình và đơn vị chủ nhà ngày hôm nay. Vâng, và thưa cụ là cũng rất là hạnh phúc cho chương trình ngày hôm nay. Cháu được biết là thông qua hội người cao tuổi của phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên và câu lạc bộ văn hóa dưỡng sinh của phường Trung Thành, các cụ hôm nay có 3 phần quà dành tặng, đây là một chương trình từ thiện đấy ạ, và của câu lạc bộ văn hóa dưỡng sinh và hội người cao tuổi phường Trung Thành có 3 suất quà xin được hôm nay xin được gửi tặng cho 3 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đúng không? Và ngày hôm nay đây là cũng là một cái chương trình các cụ về với miền ATK và các cụ làm một công việc đó là từ thiện nhân đạo, đúng không? Đấy là một cái chương trình rất là tốt. Sau đây cho đồng chí Trường cho mượn danh sách ạ. Và sau đây cho cháu xin được mời lên trên sân khấu 3 cụ có hoàn cảnh khó khăn. 1, xin mời bà Nguyễn Thị Ti ở xã Phú Đình ạ. 2, xin mời bà Ma Thị Loan. Phải là Loan hay là Doan hả chứ? Vâng, bà Ma Thị Loan ở xã Phú Đình. Vâng. Và một bà là bà Ma Thị Động ở xã Điềm Mạc. Vâng. Đây là 3 gia đình của hội viên chúng ta có những hoàn cảnh khó khăn lên trên sân khấu ạ. Và các cháu xin mời ông Phúc ạ. Vâng. Và cho cháu xin mời bà Độ ạ. Vâng ạ. Cháu mời cả bà Độ nữa ạ. Đây là 2 nhân vật rất là đặc biệt ạ. Ông Phúc và bà Độ sẽ lên trên sân khấu giúp cháu ạ. Bà Độ đâu? Nhanh lên nào. Hôm nay này còn xấu hổ nữa. Vâng, cháu mời bà Độ lên đây ạ. Vâng. Ông Phúc sẽ đứng đồng chí Trường ra giúp đê phần quà nữa cùng với cô. Vâng, cháu mời bà Độ lên đây. Cháu xin phép ông Phúc cho cầm tay bà Độ một tí. Đây ạ, bà Độ đứng đây. Vâng. Vâng. Thưa cô, các cụ dành cho cháu chào tay được rồi ạ. Vâng. Bà Độ là chủ tịch hội người cao tuổi của phường Trung Thành và ông Phúc là chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ của phường Trung Thành. Vâng, đã trao 2 phần quà cho các cụ. Vâng. Cháu nghĩ là ông Phúc hôm nay phải đứng bên kia cho cháu đứng gần bà Độ. Vâng. Và thưa quý vị đại biểu, các cụ có tại sao ạ? Sự trùng hợp này ạ. Bởi vì hôm nay cháu xin được bật mí cùng là ông Phúc với bà Độ, hai người yêu nhau hơn 60 năm nay rồi. Và hiện nay thì họ vẫn đang ở cùng nhau ạ. Tức là bây giờ mọi người vẫn là gọi là vợ chồng được ạ, đúng không ạ? Vâng. Vâng, đó là một cặp duyên ương rất là tuyệt vời và rất là hạnh phúc. Và cũng thay mặt cho hội người cao tuổi phường Trung Thành và câu lạc bộ dưỡng sinh văn hóa của phường Trung Thành trao những phần quà dành cho các cá nhân
câu lạc bộ văn hóa văn nghệ và dưỡng sinh của phường Trung Thành. Và các cụ dành cái tràng pháo tay ạ, được không ạ? Và xin được cảm ơn ạ. Và xin được kính mời bà Nội và mời ông Phúc sẽ về vị trí ạ. Và cho cháu hỏi các bà trên đây có bà nào phát biểu với chương trình không? Bà phát biểu không? Có đúng không? Rồi, thế bà cầm quà nặng quá thì bà cứ đặt xuống đây cho cháu một chút nào. Cứ đặt xuống đây, được rồi, bà cứ để bên đấy. Rồi, bà cho cháu một chút thôi, nhỉ? Bà cảm ơn nhỉ? Qua chương trình hôm nay thì ba chị em chúng tôi cũng rất là vinh dự được gia đình của cụ Phúc ở dưới phường Trung Thành đã có lòng hảo tâm giúp đỡ những cái hoàn cảnh nghèo khó như chúng tôi ở trên này. Chúng tôi không biết nói gì, chỉ biết là rất là cảm ơn và cảm ơn toàn thể tất cả các hội viên hôm nay đến dự ở đây và xin trân trọng cảm ơn. Vâng. Xin chúc hai ba bà luôn mạnh khỏe nhé, cùng gia đình mạnh khỏe nhé. Và cố gắng phát triển kinh tế, phát triển gia đình để chúng ta sẽ có hoàn cảnh sống tốt hơn nữa, được không ạ? Và gần các bạn xuống ạ. Và kính thưa quý vị đại biểu và kính thưa cô, bây giờ thì cháu nghĩ là các diễn viên của chúng ta đang chờ đợi rồi. Và hôm nay thì cháu cũng xin được thông báo luôn nhé. Các cụ giao lưu văn nghệ ở đây và chúng ta sẽ ăn mơn tại đây, đúng không ạ? Nên là chúng cháu đã nhà hàng đã chuẩn bị mâm cơm rồi. Thì bây giờ là 9:15, chúng ta có 18 tiết mục văn nghệ, đúng không? Thì cháu nghĩ là chúng ta sơ cua cố gắng đến tầm 11:15 và chúng ta sẽ xong. Thế sau khi xong chương trình thì cháu đề nghị các cụ là chúng ta bình tĩnh nhá. Chúng ta đừng ào xuống là chúng cháu không phục vụ kịp, là các cụ lại mắng chúng cháu, đúng không? Thì các cụ sẽ bình tĩnh là các đơn vị xuống, chúng cháu sẽ sắp mâm, sắp bàn. Thì cụ sẽ ngồi ăn cơm và chia sẻ, giao lưu với ATK đồng bào của chúng ta ngày hôm nay. Các cụ đồng ý không ạ? Nhất trí ạ. Vâng, cảm ơn chúng ta nhiều. Và bây giờ xin được mời các cụ sẽ cùng với chương trình hướng lên trên sân khấu để chúng ta chuẩn bị các cái chương trình văn nghệ. Và đồng chí MC văn nghệ của chương trình, đúng không, sẽ chuẩn bị. Và các đội cho các cụ chuẩn bị các cái tiết mục văn nghệ. Vì cái điều kiện thưa cụ là hai bên cánh gà chúng ta ngày hôm nay không lên được đâu, nhưng cụ thông cảm với chương trình giao lưu. Nên các cụ chỉ khó cụ lên trên này, các cụ chuẩn bị trước. Khi nào các cụ đứng rồi, ví dụ phường Trung Thành, các cụ chuẩn bị, các cụ đứng hết ở chỗ này. Xong rồi thì bắt đầu chúng cháu sẽ